cứu khỏi chết cháy. Này bồ, cho bọn này xem hình xăm mới của cậu đi. Xăm rồi đó à, chuẩn bị đón thần tượng tới lưu diễn có khác ha. Để xem nào, không biết nó có giống như mình tưởng tượng không. Wow, dữ à nha, phần cứng có khác ha. Trời ơi, đẹp dữ dội, chắc là đau lắm hả Gary? Tuyệt nhiên không nha, vị trừ B là tất cả cuộc sống của mình đó. Fan cuồng kìa, ai nghĩ cậu ấy là người vẫn ngất khi nhìn thấy máu mà bây giờ dám xăm mình chứ. Để cậu làm trưởng nhóm fan đúng là không trượt đi đâu được. Đúng rồi, thế mấy tháng nay cậu đã đọc hết cuốn sách Ba Dao chưa? Hên, chết thật, mình còn chưa dở đến nó. Việc suốt ngày phải đọc những cuốn sách mô phạm ấy thật kinh khủng mà. Ừ, cậu là con gái duy nhất của một dịch giả nổi tiếng như bác Richard mà. Lại có buổi biểu diễn của ca sĩ mới nổi. Lũ trẻ bây giờ hâm mộ ca sĩ cuồng nhiệt thật, làm tắt đường hết cả. Thật chẳng thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ, mấy ca sĩ diễn viên thần tượng có gì đáng để hâm mộ như vậy. Cứ sau mỗi show ca nhạc là lại có cả chục cô cậu choai choai bị thương vì đám đông xô đẩy. Thậm chí ở đâu đó bên châu Á, có cô gái thần tượng nam diễn viên tới bỏ học, khiến bà cụ ta phải bán nhà, tự tử để giúp con gái gặp được thần tượng. Cũng bởi lũ trẻ bây giờ không chịu đọc sách, không lãnh hội được những giá trị nhân văn của những cuốn sách kinh điển. Ủa, anh quý mấy cuốn sách vậy sao Richard? Coi chừng dính cảm đó. Ông Richard, ba của Gary, là một giáo sư ngôn ngữ, một dịch giả nổi tiếng. Ông Richard yêu những cuốn sách như sinh mạng của mình. Ông kỳ vọng con gái Gary sẽ đổ vào khoa văn của trường đại học, trở thành một dịch giả giống cha, tiếp nối truyền thống đam mê văn học của gia đình. Ba đã nói tối nay ba sẽ làm việc ở nhà xuất bản, không về sao ba? Gary, con đang giấu gì vậy? Con nghĩ ba không ở nhà nên định bày trò gì ở đây? Bật thứ nhạc nhảm nhí và rải đầy những tranh ảnh vớ vẩn gì thế này? Ba, không phải như ba nghĩ đâu. Mấy cái thứ này là của Mina, bạn ấy vừa ở đây về và bỏ quên chúng á ba. Chu Ben, một ban nhạc mới nổi của giới trẻ bây giờ phải không? Gary, mấy thứ này cũng của Mina hết hả? Tháng trước ba đưa con cuốn sách gì, con đọc đến đâu rồi, hãy thuật lại cho ba. Cuốn cô gái và dòng sông. Nội dung nói về... Con cố ý nói đùa hay thực sự chưa từng liếc mắt qua cuốn sách vậy Gary? Ngay cả tựa đề một cuốn sách con còn không thể nói đúng, còn lại có thừa thời gian để theo dõi mấy cái trò nhám nhí này. Cha thất vọng về con quá. Ba, sao ba lại làm vỡ đĩa CD của True Band chứ? Con phải lục mua mãi. Ba thật quá đáng. Để có thể thi vào khoa văn của Đại học Sky, con cần đọc nhiều sách nhất có thể. Cha sẽ không cho phép con ra khỏi nhà cho tới khi con đọc hết cuốn Ông Già và Biển Cả. Ba, không thể được. Tuần sau True Band sẽ sang lưu diễn rồi. Con lại là trưởng nhóm fan club, nhất định con phải có mặt. Con phải gặp các anh ấy. Ba, ba không được nhốt con. Con ghét ba. Con ăn sáng đi, đến thời gian đọc sách rồi đấy. Con không muốn ăn. Gary, dù con có làm cách gì, ba cũng sẽ không cho con ra khỏi phòng cho đến khi nào con bỏ mấy cái trò thần tượng nhảm nhí đó đi đâu. Ba, con xin ba mà. Tuần sau là buổi lưu diễn của True Band rồi, con phải đến đó. Con đã mong chờ suốt 2 năm nay rồi ba ơi. Ba đã nói rõ với con rồi đó. Ba, ba thật quá đáng. Ba ơi, ba mở cửa cho con đi mà ba.
Con bé bướng bỉnh. Alo, Henry à, sao cậu bị ốm có nặng lắm không? Em vẫn mệt lắm. Bản dịch cuốn những ngôi sao chớm mộc, e rằng em không thể hoàn thành kịp deadline rồi. Cậu đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách thôi mà. Anh Richard, em có một thỉnh cầu. Anh có thể dịch nốt phần còn lại của cuốn sách giúp em được không ạ? Mong cậu hiểu cho, tôi chưa từng dịch những cuốn kiểu tự truyện như vậy. Anh, em không biết nhờ ai nữa. Em cứ gửi bản thảo vào email, anh hãy đọc xem thế nào nha. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Yên tâm, tôi sẽ đọc nó khi có thời gian. Vâng, thật lòng cảm ơn anh. Em biết đã làm khó anh, vì trước giờ giáo sư chỉ quan tâm tới những tác phẩm văn học cổ điển. Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình chưa có dịch mấy cái thứ nhạt nhẽo nào bao giờ, nhưng đã lỡ hứa với Henry rồi. Tuổi thơ cơ cực của thần tượng David Vanderson sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh. Khi công việc của người cha không thuận lợi, ông đã bỏ nhà ra đi, để lại người vợ đang mắc bệnh tiểu đường phải còng lưng làm lụng nuôi hai con khôn lớn. David Vanderson lớn lên trong sự bần cùng khốn khổ. Cậu từng phải nhịn đói 5 ngày liền vì gia đình không còn chút thức ăn nào. Thậm chí có lần uống nước đã đun lâu ngày, cậu thấy những hạt sạn nhỏ trong đó, mà sau này cậu phát hiện ra chúng chính là trứng gián. Thật không thể ngờ những ca sĩ thần tượng kia đã từng có một tuổi thơ khổ sở như vậy. Khi mẹ của David Vanderson qua đời, bà chưa kịp nhìn thấy sự thành đạt của con trai. Sự ra đi của mẹ là nỗi đau và dây dứt lớn trong lòng David Vanderson. Đó cũng là động lực khiến David Vanderson nỗ lực rèn luyện theo đuổi ước mơ tới cùng, vươn lên trở thành ngôi sao nổi danh. Không, ra đi, dừng lại, nguy hiểm. Con nhất định phải tới chỗ của Ruben tối nay. Con đã chờ ngày này suốt 2 năm nay rồi. Gary! Gary, chỉ là mấy ca sĩ thần tượng, có đáng để con phải chịu đau đớn, tổn thương như vậy không? Ruben đã nỗ lực rất nhiều để được công nhận đó ba. Họ đã debut 10 năm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Con thật là, có lẽ ba đã già, không còn hiểu được suy nghĩ của người trẻ nữa. Con xin lỗi ba. Chỉ tại đã tới sát ngày Ruben sang biểu diễn, con thần làm trưởng fan club mà lại không ra ngoài lo liệu được mọi việc. Hơn nữa, con còn nhận được tình trưởng nhóm đang bị cảm lạnh do không thích nghi với thời tiết ở đây. Cô bé không sao rồi. Bây giờ chỉ cần ra riêng nghỉ ngơi bất động trong vòng 1 tháng để xương lành lại. Hả? Những 1 tháng cơ à? Bác sĩ, lạy Chúa, Vậy làm sao cháu có thể ra sân bay đứng trù bên, rồi còn buổi biểu diễn, hoạt động cổ vũ, lấy chữ ký lên bìa đĩa cho câu lạc bộ? Trời ơi, cháu thật là vô trách nhiệm. Tất cả tâm huyết của cả nhóm, mọi người đều trông đợi vào cháu. Tất cả những việc đó không quan trọng bằng việc giữ gìn sức khỏe của cháu đâu cô bé à. Sao giờ này mà Gary vẫn không đến nhỉ? Suốt cả tuần nay tớ chẳng thể liên lạc được với cậu ấy. Trưởng nhóm kiểu gì không biết nữa, gần tới ngày ban nhạc tới biểu diễn lại chẳng thể liên lạc được. Chúng ta như rắn mất đầu vậy. Các anh ấy chắc sẽ buồn vì sự đón tiếp sơ sài của chúng ta lắm. Xin chào các bạn, Triben Fan Club. Giáo sư Richard. Bác tới đây làm gì ạ? Chào các bạn trẻ. Bác tới đây để hoàn thành phần việc cần làm của Gary. Gary nó đang bị thương ở chân nên không thể tới được. Hả? Gary?
bị thương có nặng lắm không bác? Cậu ấy không thể đi lại được hả bác? Phải, nhưng giờ việc quan trọng là chuẩn bị đón Tripen. Sau đó chúng ta sẽ tới thăm Gary sau, các bạn trẻ. Chuyến lưu diễn của Tripen tại Mỹ đã thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, các phóng viên còn chụp được hình ảnh giáo sư Richard, một dịch giả nổi tiếng cũng có mặt trong đội cổ động của ban nhạc năm chàng trai đến từ Hàn Quốc. Ôi, không thể tưởng tượng được luôn, trưởng nhóm fan club lại là giáo sư Richard. Nhưng tại sao ba lại... Có phải ba đã quá cực đoan khi cho rằng chỉ có đọc sách hàn lâm mới giúp con thu nhận tri thức và xây dựng nên nhân cách? Trong khi đó, sự nỗ lực của rất nhiều ngôi sao thần tượng cũng là những bài học lớn cho các con. Dạ vâng, cảm ơn ba đã hiểu cho con. Con xin lỗi vì đã không đọc sách như ba mong đợi. Con cứ làm những điều mà con muốn, nhưng ba chỉ muốn nhắc nhở con rằng hãy biết chọn lọc những gì con theo đuổi. Xin chào Gary và giáo sư Richard. Thật sự chúng tôi vô cùng cảm kích vì những việc mà hai người đã làm. Chúc em sớm bình phục nha, và tiếp tục ủng hộ Tripen dài dài nha. Nhìn lại chặng đường và những thành tựu của nhóm nhạc đã đạt được, bác rất khâm phục các cháu. Hy vọng các cháu sẽ thành công hơn nữa và trở thành những tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Dạ cảm ơn bác, nhất định chúng cháu sẽ cố gắng làm theo những lời chỉ bảo quý giá của bác ạ. Các anh Tripen ơi, có thể ký tặng cho em được không ạ? Dạ, vào đây có được không? Tất nhiên là được rồi. Ôi trời ơi, cái con bé này. Cũ mới đều giống nhau. Chồng người ta về thì giúp đỡ vợ làm việc nọ việc kia, chồng mình thì chổi lau nhà để đâu còn không biết. Nói thế mà anh vẫn cứ ngồi vậy sao Aiden? Fiona, em làm cái gì vậy? Chuyện gì sao? Anh nói xem, từ lúc chúng ta lấy nhau, anh đã bao giờ động tay đến việc gì trong cái nhà này chưa? Dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm thì thôi đi, đến cả bóng đèn ban công tôi còn phải tự thay, nồi cơm điện hỏng cũng phải tự mang đi thợ sửa. Người ta còn tưởng tôi không có chồng nữa đấy. Bóng đèn thì anh đã bảo cuối tuần có thời gian thì anh sẽ thay, là do ai nhất định phải thay luôn rồi tự làm. Nồi cơm điện kia thì đã cũ rồi, chẳng phải anh bảo Phước đi mà mua cái mới đi, là do em cứ tiết kiệm mang đi sửa đấy chứ. Cuối tuần sao? Đã mấy lần cuối tuần rồi, lúc nào cũng kêu anh bận, anh bận. Anh bận cái gì chứ, suốt ngày cắm mặt vào game. Cả ngày đi làm về căng thẳng thì anh cũng phải nghỉ ngơi giải trí chút chứ. Nồi cơm điện hỏng thì vứt đi, mua cái mới ư? Anh nghĩ tôi không muốn à? Anh mà kiếm được nhiều tiền thì tôi cũng chẳng phải tặng tiện đến thế, đã vô dụng còn hay lớn tiếng. Cái gì? Cô bảo tôi vô dụng sao? Đúng rồi, tôi bảo anh đấy, vừa nhu nhược vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi game, đã thế còn hay tỏ vẻ. Anh thử xem có người chồng nào như anh đâu. Nè, cô đừng có quá đáng. Tôi có thích quá đáng như thế đó. Tôi vô dụng, còn cô thì lắm điều. Nếu thấy tôi không kiếm được nhiều tiền thì cô đi kiếm tiền thử xem. Không hiểu sao tôi lại lấy một người phụ nữ như cô làm vợ chứ. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại lấy một người như anh đâu. Có dở thì đừng về nhà nữa. Cháu ra ngoài đó à, Aiden. Chắc lại vừa cãi nhau với vợ rồi. Hai vợ chồng nhà ấy ầm ĩ suốt ngày, không khéo là cũng ly hôn thôi. Vợ cậu gọi kìa. Không nghe máy sao? Vợ chồng cậu lại cãi nhau à? Khuyên cậu thật lòng là đừng có lấy vợ. Nhìn tớ đây mà làm gương đau đầu lắm. Tỉnh táo đấy nha, dạo này tỷ lệ ly hôn ở giới trẻ nhiều lắm đó. Tớ không muốn chuyện đó xảy ra với các cậu đâu. Alo. Cuối tuần này hai vợ chồng cậu đi bằng gì thế? Đi đâu chứ? Cậu không nhớ hả? Cuối tuần này là đám cưới của Sara và Bill đó. Tớ xin lỗi, dạo này nhiều việc quá, tớ quên mất. Chủ nhật tuần này đúng không?
Aden cũng đi chứ. Nói gì thì nói, Sara và Bill thành đôi cũng là nhờ hai cậu tác hợp cho mà. Chủ nhật này chúng tớ sẽ qua đón vợ chồng cậu nha. Ừ, được rồi, bọn tớ sẽ chuẩn bị. Chủ nhật tuần này là đám cưới của Sara và Bill. Chúng ta sẽ đi cùng xe với Linda. Họ chẳng mở lời với nhau câu nào trên cả chặng đường. Mình nghe nói họ chiến tranh lạnh với nhau cả tháng nay rồi đấy. Cậu và Aden lại vừa cãi nhau đấy à? Ừ, tớ đang tính ly hôn. Ly hôn? Tại sao? Tớ cảm thấy chúng tớ thật sự không hợp nhau. Lần nào cũng cãi cọ, tớ mệt mỏi lắm rồi. Hai cậu thử nói chuyện lại với nhau chưa? Còn nói chuyện gì nữa chứ? Cả tháng nay bọn tớ còn không nói với nhau câu nào. Để bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Mở đầu buổi lễ, tôi có một món quà đặc biệt dành cho các vị khách đang có mặt tại đây. Nếu ai muốn có tờ tiền này, xin hãy giơ tay lên. Nếu tôi đổi tờ tiền này thành một tờ tiền cũ hơn, thì còn những ai muốn nhận nó nữa không? Hình như số người giơ tay ít hơn rồi thì phải. Nếu là một tờ 100 đô nhàu nát hơn nữa thì sao? Chỉ còn duy nhất một cánh tay thôi. Tôi xin phép mời một trong số đó lên sân khấu này. Nào chàng trai, hãy nói cho tôi biết lý do vì sao anh giơ tay từ đầu tới cuối vậy. Cậu ta còn không ngại nhận tờ 100 đô cũ và nhàu nhĩ thế kia cơ mà. Chàng trai, nếu cậu ngại, tôi có thể đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không? Không cần đâu ạ, cũ mới đều giống nhau thôi. Cảm ơn cậu, cậu nói đúng, cũ mới đều giống nhau, đó là bản chất vấn đề. Có một câu chuyện như thế này, hai vợ chồng cãi nhau. Người vợ trách người chồng chê mình già nua mà không còn yêu mình nữa. Người chồng lại trách người vợ, càng ngày tính khí càng thay đổi, quá lắm điều. Vậy theo các vị, ai là người sai? Chắc chắn là người chồng đã sai rồi. Đáng nhẽ ra anh ta không nên chê vợ mình già nua xấu xí. Theo tôi thì người sai ở đây chính là người vợ. Rõ ràng, người thay đổi là người vợ. Chẳng ai thích nghe cằn nhằn cả ngày như thế hết. Thực ra, không có ai sai mà cũng không có ai đúng hết. Nhan sắc có đẹp đến thế nào, rồi cũng có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống thay đổi thôi. Giống như tờ tiền cũng theo thời gian mà trở nên nhăn nheo cũ kỹ. Đôi vợ chồng nọ cãi nhau cũng chỉ vì họ không chấp nhận được sự thay đổi của nhau mà thôi. Cũ mới đều giống nhau. Hôm nay tôi kể câu chuyện này là hy vọng cô dâu chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu. Đừng để đến lúc cảm xúc dần nhạt nhẽo liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng sẽ yêu nhau trọn đời. Mỗi người hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long. Hay quá! Jenna này, anh có chuyện muốn nói. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là do anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Từ nay anh sẽ thay đổi, để em không phải buồn phiền vì anh nữa đâu. Em cũng xin lỗi anh, em mới là người không nghĩ tới cảm nhận của anh. Mình cùng về nhà nha. Dạ vâng. Kiện hàng 25 đô. Làn da của cô Emma thật đẹp và săn chắc. Tất nhiên rồi, tôi đã phải chi rất nhiều tiền cho mỹ phẩm và spa thường xuyên cơ mà. Trời ơi, chưa hết đâu. Đôi bàn tay mảnh mai này chắc chắn chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc. Em không biết cô Emma đây là ai sao? Cô ấy là vợ của giám đốc công ty bất động sản lớn nhất thị trấn này đó. Hôm nay là sinh nhật con trai của cô Emma. Chúng ta phải giúp cô ấy trở thành người đẹp nhất trong bữa tiệc. Hãy trang điểm cho tôi bằng những sản phẩm cao cấp nhất, giá cả không thành vấn đề. Rồi, đây chính là ngài giám đốc hay sao? Cô Emma, cô khiến chúng tôi ghen tị quá à. Được rồi, cô hãy thanh toán cho tôi đi.
Dạ, của cô tổng cộng hết 150 đô la. Cô có hài lòng không ạ? À? Đẹp lắm. Đây là 200 đô. Cô hãy giữ luôn tiền thừa đi. Lần sau khi tôi quay lại, hãy làm cho tôi thật đẹp nữa nha. Dạ, đương nhiên rồi, thưa cô em ma. Cảm ơn cô nhiều nha. Lúc nào cô cũng hào phóng như vậy. Ừ, đường trong chợ quá nhỏ, ô tô của anh không thể vào được. Chúng ta đành tự mang đồ về thôi. Làm sao chúng ta có thể đưa hết đống đồ này về nhà được cơ chứ? Bộ móng mới của em sẽ hỏng mất, cả lớp trang điểm này nữa. Ờ, trời ơi, em mua gì mà nhiều vậy? Thì toàn đồ để tổ chức sinh nhật mà anh. Vậy chúng ta sẽ thuê người khuân phát trong chợ để đưa chúng về. Anh không thể phát hết chỗ này nổi đâu. Chào anh, hiện tôi đang muốn tìm một người nhận giao đồ về tận nhà. Anh có thể giúp chúng tôi được chứ? Ờ, tôi nhận giao đồ cho một người khác rồi. Anh có thể nhờ ông Robert. Ông ấy ngồi đằng kia kìa. Chào ông, tôi muốn thuê người chở đồ về nhà. Chúng tôi có khá nhiều đồ nặng. Ông có thể làm được không? À, tất nhiên rồi. Nhà anh ở đâu? Anh à, ông ta đã già yếu và gầy gò như vậy, sao có thể khuân toàn đồ đạc của chúng ta về nhà được chứ? Ờ, xin cô hãy yên tâm. Tôi đã làm nghề này được hơn 10 năm và chưa một ai phải phàn nàn về tôi hết. Được rồi, tôi sẽ thuê ông. Nhà chúng tôi cách đây khoảng chừng 5 km. Tôi muốn nhận hàng trong vòng 2 giờ để kịp tổ chức tiệc tối. Còn chi phí vận chuyển thì sao? Ờ, giá chung ở chợ này là 5 đô la cho 1 km. Vậy nếu 5 km thì sẽ có giá 25 đô la. Cái gì? Những 25 đô la? Chừng này đồ thì có bao nhiêu đâu? Tôi chỉ lấy bằng giá của những người khác thôi thưa cô. Không được, 25 đô là quá đắt. Tôi chỉ có thể trả cho ông 15 đô la thôi. Thôi được rồi, em ma. Anh thấy 25 đô là giá hợp lý rồi. Đoạn đường về nhà chúng ta khá là xa. Hơn nữa trời đang nắng nóng thế này, ông ấy sẽ vất vả lắm. Vất vả cái gì chứ? Đây là công việc của ông ta mà. Này ông kia, vậy thì tôi sẽ trả cho ông 20 đô la. Tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Thôi được, vậy xin cô hãy cho tôi xin trước phí vận chuyển. Tôi cần tiền để mua chút đồ ăn cho cháu gái. Từ sáng tới giờ con bé chưa có gì lót dạ hết. Tôi còn không biết ông là ai. Nếu ông bỏ trốn với đống đồ này thì tôi biết tìm ông ở đâu? Cô có thể hỏi mọi người ở trong khu chợ này. Mọi người đều biết về tôi. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Xin cô hãy yên tâm. Em hãy đưa tiền cho ông ấy đi. Anh tin ông ấy là người thật thà. Đây, 20 đô la nè. Không thiếu một đồng nào nha. Ông phải giao đúng hẹn cho tôi đấy. Xin cô hãy yên tâm. Anh xem, suýt nữa là chúng ta đã mất oan 5 đô la cho ông ta rồi. Em ma, em đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Trông ông ấy rất nghèo khổ. Nhẽ ra em nên gửi ông ấy thêm tiền, chứ không phải trả giá đâu. Tại sao em có thể hào phóng cho nhân viên làm đẹp những 50 đô la, nhưng lại đi mặc cả với một ông già khó khăn chỉ vì 5 đô la cơ chứ? Có rất nhiều bạn bè của em là khách quen của tiệm đó. Nếu em không thể hiện sự hào phóng của mình thì họ sẽ chê cười em mất. Anh không thể hiểu nổi cách nghĩ của em. Đã hơn 2 giờ trôi qua rồi, sao ông ta vẫn chưa giao đồ cho chúng ta chứ? Em chờ thêm chút nữa xem sao. Đồ của chúng ta nhiều như vậy, chậm trễ một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Em không nghĩ như vậy đâu. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng tin người như vậy. Em dám chắc là ông già nghèo khổ đó đã biến mất với những túi đồ kia rồi. Anh hãy đi cùng em quay lại chợ xem thế nào đi. Daniel à, anh mau dừng xe lại. Đứng lại, đây là đồ của chúng tôi mà. Anh hãy mau gọi cảnh sát tới đây đi. Chắc chắn những người này đã thông đồng với nhau để trộm đồ của chúng ta đấy. Ờ, thưa cô hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói. Tôi được ông Robert nhờ giao đồ đến nhà của các vị đây. Đến nước này mà anh còn nói dối được nữa sao? Vậy ông ta đâu?
Người chúng tôi thuê giao hàng là ông ta, chứ không phải là anh. Robert tội nghiệp, hiện giờ đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Bộ có chuyện gì với ông ấy sao? Hàng ngày người đàn ông đáng thương đó phải nhận giao hàng và làm các việc vặt để có tiền trang trải cho mình và đứa cháu nhỏ. Tháng trước ông ấy bị ốm nặng nhưng không có tiền đi viện. Trưa nay trên đường đi giao đồ cho anh, ông ấy đang ngã xuống vì đói và nắng gắt. Trước khi liệm đi, ông ấy đã đưa cho tôi 20 đô la để giao hàng đến nhà cho hai vị. Ngoài ra ông ấy còn gửi kèm thêm 5 đô la và nhờ tôi chuyển lời xin lỗi vì không thể giao đồ đúng hẹn được. Vậy tình hình của ông ấy như thế nào rồi? Sau khi giao hàng tới nhà cho anh, tôi sẽ vào viện thăm ông ấy. Em đã hiểu lầm ông ấy rồi. Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với anh. Bây giờ anh có thể để giỏ hàng lại đây, tôi sẽ đưa chúng về. Anh có thể cho vợ chồng tôi cùng đi đến bệnh viện được không? Tôi có một thứ cần phải trả cho ông ấy. Cô còn nợ ông ấy thứ gì nữa? Tôi nợ ông ấy một lời xin lỗi. Được, vậy chúng ta đi nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.